với vai trò là cửa ngõ thông ra biển cho các nước thuộc khu vực hành lang kinh tế Đông Tây, cũng như của các tỉnh miền Trung Việt Nam như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đồng thời, cũng là đầu ra và đầu vào quan trọng cho hàng hóa của các nước lân cận như Trung Quốc, Campuchia. Đà Nẵng giữ vị trí đầu tàu và là trung tâm kinh tế của khu vực, là điểm trung chuyển hàng hóa lớn phục vụ xuất nhập khẩu của miền Trung, một phần của Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Những lợi thế này đã mang đến cho địa phương này nhiều cơ hội phát triển. Từ cái hành lang kinh tế Đông Tây thì chúng tôi có những cái cơ hội phát triển về hợp tác thương mại với các quốc gia, rồi với các địa phương ở trên tuyến, cũng như là mở rộng cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Tiên Sa, đặc biệt là phát triển cái lượng hành khách du lịch đường bộ qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Không chỉ mang lại cơ hội phát triển cho Đà Nẵng, hành lang kinh tế Đông Tây có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc mở ra cánh cửa kết nối, giao thương hàng hóa, du lịch với các tỉnh miền Trung, với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, nhờ việc tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có của khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô. Chúng tôi hiện nay đang từng bước xây dựng khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô không những là cái động lực phát triển cho tỉnh, mà còn định hướng để ở đây có thể là trở thành một cái trung tâm kinh tế của vùng, một cái trung tâm nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc tế. Còn đối với Quảng Trị, sau khi cây cầu hữu nghị 2 bắc qua sông Mekong nối Mục Đa Hản và Savannakhet được khánh thành vào cuối năm 2006, thì vai trò của hành lang kinh tế Đông Tây đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị đã rõ ràng hơn. Tỉnh ủy Quảng Trị đã xây dựng và ban hành nghị quyết số 06 về phát triển và khai thác tiềm năng tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Trong đó, tập trung vào việc phát triển khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, thành phố Đông Hà và khu tam giác phát triển du lịch ven biển Cửa Việt, Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ. Thực hiện cái nghị quyết 06, như vậy là 10 năm qua đấy, thì như vậy là chúng tôi đã tập trung đầu tư xây dựng ở cái khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, trọng tâm là cái khu vực 100 hecta của khu vực cửa khẩu. Thì bây giờ có thể nói là khu vực Lao Bảo đã cái hình thành một cái khu đô thị thương mại, phải nói là từ cái vùng rất là hoang vu bây giờ phải đã trở thành một cái đô thị khá sầm uất. Ngoài việc mở ra cơ hội giao thương cho các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, hành lang kinh tế Đông Tây còn giao cắt với trục giao thông Bắc Nam của Việt Nam, nên sẽ giúp cho các địa phương khác của Lào hay Thái Lan tiếp cận dễ dàng hơn với các trung tâm kinh tế ở phía Bắc như Hà Nội và phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.